Các cầu thủ U23 Việt Nam đã bị Thái Lan chia điểm đầy tiếc nuối ở trận ra quân tại bảng C, vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tối ngày 2 tháng 6. Chúng ta đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị đối phương bắt kịp. Tiếc nuối nhất là bàn thua thứ hai đến ở phút bù giờ. Bàn mở tỷ số của Việt Nam đến rất nhanh ở giây thứ 18, do Công Tuấn Tài từ pha tấn công đầu tiên. Khi có được khoảng trống, anh đã tung ngay cú sút xa, bóng chạm vào một cầu thủ Thái Lan, làm đổi hướng phán đoán của thủ môn Kiet Tifon. Bàn thắng có chút may mắn, nhưng là sự tưởng thưởng cho tính quyết đoán của Tuấn Tài. Sau bàn thắng sớm, trận đấu hấp dẫn hơn khi Thái Lan mở thế trận tấn công, bởi ở bảng đấu này, đội thua trận sẽ rất bất lợi cho mục tiêu đi tiếp. Phút 34, Thái Lan bất ngờ có bàn gỡ 1-1. Sau sai lầm của thủ môn Văn Toản không bắt dính bóng từ cú sút của Davies, để bóng nảy ra sau vạch ngang khung thành, Văn Toản cũng rời sân sau tình huống trên vì chấn thương. Đội hình xuất phát của Việt Nam không có sự phục vụ của một số trụ cột vào giờ chót do vấn đề sức khỏe như Thanh Bình, Hoàng Anh. Dù vậy, với sự vận hành tốt chiến thuật, cự ly các tuyến được duy trì tốt đã giúp U23 Việt Nam tạo thế trận chắc chắn trước Thái Lan. Đến phút 73, U23 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước từ siêu phẩm của Văn Tùng. Tiếc là các cầu thủ Việt Nam đã không bảo toàn được chiến thắng khi bị gỡ hòa 2-2 vào phút bù giờ. Ở trận đấu sớm trước đó ở bảng C, U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia. Lượt trận thứ hai của bảng C diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc 20 giờ và U23 Thái Lan gặp U23 Malaysia vào 22 giờ.